Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ đập con tụ này ra cho các bạn xem bên trong có gì nhé. Con tụ này nó có thông số là 400V 1,5 UF. Con tụ này thường thường nó ở trong những cái quạt điện hoặc là trong những cái máy bơm nước. Con tụ này có những người người ta gọi là con tụ kẹo. Con tụ này nó dạng tụ không phân cực nha các bạn nha. Đây, 400V 1,5 UF, có những con 2 UF. Hôm nay mình sẽ tách hết cái lớp vỏ đen ở bên ngoài ra, xem bên trong cấu tạo nó như thế nào nhé. Cái này thì mình sử dụng một con dao, mình sẽ tách nó ra. Chúng ta sẽ dùng dao để dóc những cái bên ngoài đây nhé. Các bạn nếu mà đập ở giữa thì nó sẽ vỡ hết những cái bên trong. Đây, chúng ta cứ tách ra từng tí như này. Tách hết cái vỏ đen này. Con tụ này thực chất là nếu mà tôi làm thử nghiệm đôi con tụ này thực chất nó chả có gì cả. Nó cháy giống như kiểu là nhựa thôi, nhưng mà chúng ta sẽ bung bên trong ra xem có những cái gì. Đây, sau khi mình bóc hết cái lớp vỏ bên ngoài ra thì nó được như này. Các bạn nhìn này. Cấu tạo nó rất đơn giản, có hai cái đầu dây bắt và hai cái đầu cực này. Ở đây nó có những cái một cái lớp gọi là lớp ni lông này, trong này có ni lông này bọc vào một cái lớp quấn, nó quấn dạng giống như kiểu băng cuốn băng dính rất là nhiều vòng với nhau. Đây, nó dạng quấn như này, nó cái một cái lớp nhựa nó cuốn như kiểu là bọc thiếc, xong rồi đó nó cuốn xung quanh giống như kiểu băng dính đồng hay là băng dính bạc ấy. Đây này, nó có một cái nước bạc này, nước bạc nó bọc cách điện bằng một cái lớp ni lông như này, sau đó nó cuốn vào nhau, cuốn rất nhiều vòng. Này nó khá là chắc, các bạn nhìn này, đây là lớp thiếc này, lớp thiếc bọc và ni lông vào với nhau, sau đó cuốn rất nhiều vòng. Đây, bên trong này rất là bé tiêu tiêu, muốn tụ to như này chỉ có như này thôi, rất là bé, chả có gì cả. Mình sẽ gỡ hết nó ra xem có gỡ được không nhé. Đây, cứ ra từng được, nó ra được từng cái lớp như này, lớp mà thiếc hay lớp bạc bọc ni lông cuốn vào với nhau thành nhiều vòng. Đây, các bạn thấy rồi đấy. Toàn là nhựa và bạc, nước bạc mạ bạc này, có thể là nó quấn vào với nhau, bên trong không có một chất hóa chất gì cả. Mình vừa ấy ra thì chẳng thể có một chất hóa chất gì chảy ra cả. Đây, cái loại tụ kẹo này thì lại như này,
Đây là dạng tụ gọi là tụ kẹo. Đây bóc này là toàn như này thôi. Từng lớp lớp một. Rất là nhiều lớp. Có thể là cuốn vài trăm vòng cho đến hàng nghìn vòng với nhau như này. Cái này nếu chúng ta đốt thì nó cháy chắc giống như kiểu là nhựa. Không có gì xảy ra cả. Bên trong không có chất hóa học gì xảy ra. Chỉ có lớp bạc này. Thành nó có thể nó cái lớp bạc này, mạ bạc này mình nhìn giống như kiểu một cái lớp mạ bạc ấy. Nó bọc vào cái ni lông này thành một cái sợi dài, sau đó nó cuốn vào nhau. Mình sẽ cắt này ra. Đây mình cắt đôi nó ra và xả nó ra cho các bạn xem này. Đấy các bạn thấy không? Nó cứ thành từng lớp 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 vòng tròn cuốn vào nhau như này. Đấy. Trong con tụ kẹo này chả có cái gì. Đây là có cứ thành lớp lớp như này. Một lớp ni lông bọc tráng thiếc hay là tráng mạ gì đấy. Óng ánh luôn. Bọc với nhau. Đấy, sau đó người ta sẽ cuốn nó vào và đưa ra hai cái đầu dây. Ví dụ đầu đầu tiên này, đầu tiên là mối này nhé. Mối này các bạn thấy đấy, người ta sẽ cuốn như này. Nối dưới nguồn điện vào cái đầu này đầu tiên này, sau đó người ta sẽ cuốn vào. Người ta sẽ cuốn vào và sau khi cuốn vào được một vòng tròn thì cái đoạn cuối cùng người ta cuốn vào, đó là đoạn ở giữa này. Có nghĩa là một cái sợi dây, có một sợi dây dài như này. Từ đầu này đến đầu này đó, sau đó người ta sẽ cuốn vào như này, cuốn vào cứ cuốn thật nhiều vòng cái lớp nhựa trắng thiếc này với nhau tạo thành một con tụ. Sau đó người ta sẽ đổ nhựa nó vào đấy, đổ nhựa nó vào bên trong như này đấy, chả có gì cả. Đấy bên trong con tụ nó chỉ có như này thôi. Cảm ơn các bạn đón xem video. Đây các bạn đấy, thấy video này, nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like và subscribe. Đừng quên đăng ký kênh để đón xem nhiều video cập nhật hơn nhé. Cảm ơn các bạn.